Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống có chuyên đề nhân ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6, phản ánh thực trạng rác thải ứ động gây ô nhiễm môi trường và bàn đến những giải pháp xử lý rác thải phù hợp với tình hình thực tế ở một số địa phương trong tỉnh. Mục Chuyện làng quê có phóng sự, chính quyền và người dân xã Đông Kết cùng chung tay gìn giữ mảnh hồn quê. Cuối chương trình trong mục Nét đẹp xứ Nhãn là câu chuyện về việc làm ý nghĩa của hai vợ chồng người Quét Đình ở thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt đang là bài toán nan giải đối với nhiều địa phương. Lượng rác thải ra môi trường ngày càng lớn nhưng chưa được vận chuyển đi xử lý kịp thời, dẫn tới rác ứ động gây ô nhiễm. Trong khi đó, một bộ phận người dân chưa có ý thức tự giác phân loại, xử lý rác trước khi thải ra môi trường. Chuyên đề những ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6 sẽ phản ánh thực trạng và bàn đến những giải pháp xử lý rác thải phù hợp với tình hình thực tế ở một số địa phương trong tỉnh. Rác thải ứ đọng, chất đống cao như núi, bãi rác không còn chỗ chứa rác, thậm chí rác thải tràn cả ra đường giao thông gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. Đây là thực tế đang diễn ra ở những bãi rác, điểm tập kết rác tại nhiều xã của huyện Khoái Châu là Phục Hưng, Bình Minh, Tân Dân, Thành Công, Đại Hưng, Đông Tảo. Hai năm qua, rác thải không được vận chuyển đi xử lý nên các điểm tập kết rác trở lên quá tải. Mặt khác, mô hình phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình triển khai không hiệu quả, dẫn tới lượng rác thải ra môi trường ngày càng lớn. Đời sống người ta nâng lên, cho nên rằng là rác nó quá nhiều, phải gấp 3, gấp 4 ngày xưa. Ở các xã như Thành Công, Thuần Hưng, Đại Hưng, còn xử lý rác ứ đọng không khoa học, mang tính tự phát. Đó là đốt rác, với mục đích làm cho lượng rác xẹp đi để lấy chỗ chứa rác. Tuy nhiên, việc làm này gây ô nhiễm khói bụi và phát tán mùi khét tới các khu dân cư. Khổ nhất là những gia đình sống gần bãi rác như nhà ông Văn ở thôn Ngọc Nha Hạ, xã Phùng Hưng khi hàng ngày chịu sự ô nhiễm từ bãi rác ở xã Đại Hưng. Gia đình nhà tôi thì kể cả các cháu nhỏ, kể cả nhà đây quê bảo các cháu mở cửa nó không dám mở cửa. Nó bảo mở ra coi như là mùi bãi rác không chịu được. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khoái Châu cho biết, mỗi ngày trên địa bàn huyện phát sinh khoảng 100 tấn rác thải sinh hoạt. Nhưng từ đầu năm 2021, huyện đã dừng vận chuyển rác đi xử lý ở công ty Urenco 11 nên lượng rác ứ đọng rất lớn. Ủy ban dân huyện đề nghị các xã, thị trấn tự xử lý rác thải ứ đọng tại các bãi, điểm tập kết rác. Thế nhưng đa số các xã, thị trấn đều chưa xử lý rác triệt để và hiệu quả. Một số xã như Ông Đình, Việt Hòa đã chôn lấp được một lượng rác tồn đọng, song về lâu dài có nguy cơ hết đất để chôn lấp rác, mặt khác ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. Đến thời điểm này, huyện Khoái Châu vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt. Tại huyện Văn Giang, với tốc độ đô thị hóa nhanh kéo theo lượng rác phát sinh mỗi ngày càng lớn, gây sức ép cho các bãi rác. Trước thực tế này, từ năm 2021, huyện Văn Giang triển khai hỗ trợ người dân 2 thùng rác dung tích 18 lít để phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Đồng thời, vận động khuyến khích người dân tự phân loại rác thải tại nhà. Đây được coi là giải pháp phù hợp và sát với tình hình thực tế tại các địa phương của huyện Văn Giang. Với chức năng nhiệm vụ của Hạt Giao thông là chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu cho các cấp là dùng kinh phí của huyện giao cho Hạt Giao thông để mua những cái thùng 18 lít hỗ trợ cho các bà con để tổ chức phân loại tại nguồn. Mà cái thùng này, cái đặc tính của thùng này thì nhất là nhỏ, gọn, thuận tiện cho các tổ đội vận chuyển khi đã được rác được phân loại. Huyện Văn Giang đã hỗ trợ gần 1.000 thùng tới người dân ở tất cả các xã, thị trấn trong huyện. Đây là loại thùng thuận tiện trong phân loại rác thải tại nhà, phù hợp với các gia đình có diện tích chật. Người dân sẽ phân loại rác sinh hoạt vô cơ và hữu cơ, sau đó bỏ vào hai thùng khác nhau được cấp. Tổ vệ sinh môi trường có hai xe thu gom rác riêng, một xe thu gom rác hữu cơ, một xe thu gom rác vô cơ. Rác vô cơ tập kết, sau đó được huyện vận chuyển đi, còn rác hữu cơ thì được xử lý hợp vệ sinh ở bãi rác của xã. Một số xã như Cửu Cao, Long Hưng quy định gia đình nào không tự phân loại rác thành hai loại vô cơ và hữu cơ thì tổ vệ sinh sẽ không thu gom. Chúng tôi phân loại là những cái rác mà phân hủy được thì một loại, còn những cái rác mà không phân hủy được là cho một loại. Phân loại như thế là để các bác đi thu gom rác thải là nó dễ dàng hơn, sạch sẽ cho dân mà tiết kiệm được nhiều hơn.
các xã có tỷ lệ người dân thực hiện phân loại rác cao là Cửu Cao, Nghĩa Trụ, Long Hưng, Tân Tiến. Ngoài thùng được huyện cấp, những địa phương này còn dành kinh phí từ ngân sách để mua thêm thùng, đảm bảo 100% số hộ gia đình được cấp thùng để phân loại rác tại nhà. Song song với việc cấp phát thùng, cán bộ xã đến từng nhà dân tuyên truyền về sự cần thiết phải phân loại rác và trực tiếp hướng dẫn người dân phân loại rác. Tiếp tục tăng cường cái công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu được và nâng cao cái ý thức về bảo vệ môi trường. Từ đó thì sẽ nâng cao cái hiệu quả của cái việc phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Tiếp tục là đầu tư về cơ sở hạ tầng như cái bãi chôn lấp rác thải hữu cơ riêng. Trung bình mỗi ngày, huyện Văn Giang phát sinh khoảng 70 tấn rác thải sinh hoạt, trong khi lượng rác thải được vận chuyển đi xử lý tại công ty Urenco 11 chỉ là 9 tấn trên ngày. Chính bởi vậy, huyện xác định tiếp tục đẩy mạnh, khuyến khích người dân tự phân loại rác trước khi thải ra môi trường. Đây là điều kiện tiên quyết để giảm lượng rác phát sinh. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên, huyện Phù Cừ có tỷ lệ số hộ dân thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải hữu cơ cao nhất tỉnh với trên 60%. Bên cạnh duy trì các hộ đang thực hiện tốt, huyện Phù Cừ còn đề ra những giải pháp cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng mô hình phân loại xử lý rác tại nhà. Đây có thể là cách làm gợi mở cho các địa phương khác tham khảo học tập. Từ giữa năm 2021, hộ gia đình nào trong huyện Phù Cừ ký cam kết xây bể để phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nhà thì được Ủy ban dân huyện hỗ trợ 150.000 đồng và hai gói chế phẩm vi sinh. Ủy ban dân xã thị trấn hỗ trợ 100.000 đồng. Nhiều gia đình có vườn rộng đã hưởng ứng tích cực việc xây bể và thực hiện tốt phân loại rác. Điển hình như xã Tông Phan có 400 gia đình xây bể và thực hiện hiệu quả phân loại rác hữu cơ. Từ khi có này là chúng tôi là quyết tâm là phân loại rác để đảm bảo vệ sinh lâu dài cho gia đình, cho môi trường, cho xã hội. Đến nay, toàn xã Tông Phan có khoảng 70% số hộ thực hiện phân loại rác thải tại nhà, giúp địa phương giảm sức ép cho việc thu gom và nơi chứa rác. Đồng thời, những hộ phân loại rác hữu cơ cùng với phun chế phẩm vi sinh sẽ tạo ra nguồn phân bón hữu cơ để bón cho cây trồng. Thôn Hạ Cát chúng tôi thì nhìn chung mà nói thì các cái hộ gia đình tại địa phương thì cũng có điều kiện vườn tược rộng. Cái thứ hai nữa là với rất có trách nhiệm để đảm bảo sạch môi trường. Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Cừ, toàn huyện hiện có khoảng 17.000 hộ dân thực hiện phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình với 3 hình thức bằng thùng, bằng hố và bằng bể, tùy theo nhu cầu và diện tích đất của gia đình. Các xã có tỷ lệ cao là Tống Phan, Tam Đa, Đình Cao, Minh Tân. Với cái phương châm là huyện hỗ trợ tiền vật liệu xây dựng, xã hỗ trợ tiền công xây, còn người dân, các hộ gia đình tự chế lắp đặt, chúng tôi đã đạt được một cái tỷ lệ khá cao về cái xử lý rác thải hữu cơ, đạt được 77% số hộ gia đình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Và điều này rất là hiệu quả, góp phần làm giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường ở nông thôn và người dân có ý thức hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường. Theo luật bảo vệ môi trường 2020, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quy định hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác hữu cơ, vô cơ sẽ bị từ chối thu gom, vận chuyển. Đồng thời, Tổ vệ sinh môi trường sẽ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xử lý theo quy định. Mặt khác, cá nhân nào xả nhiều rác thì phải trả nhiều tiền. Ao làng từ xa xưa đã trở thành hình ảnh gần gũi, thân thương, gắn liền với đời sống của người dân. Trong cơn lốc đô thị hóa tràn về, ao làng đã dần được thay thế bằng các tòa nhà cao tầng. Vậy nhưng đâu đó vẫn còn những mảnh hồn quê được gìn giữ, tôn tạo, trở thành tài sản quý của cộng đồng làng xã. Và xã Đông Kết, huyện Khói Châu là một trong số ít địa phương đã làm được điều này. Chiều nào cũng vậy, sau khi kết thúc buổi học chính khóa, em Nguyễn Hà Phương, trường tiểu học Đông Kết cùng các bạn của mình lại ra khu vực hồ điều hòa thôn Đông Kết để hóng mát và thư giãn. Chiều nào đây, các bạn và em ra đây chơi để hít thở không khí trong lành và xả stress sau những giờ học căng thẳng ạ. Em và các bạn rất thích ra đây chơi, chúng em vẫn giữ môi trường vệ sinh sạch sẽ, không vứt rác bừa bãi, không làm ô nhiễm môi trường ạ. Đối với ông Đỗ Khắc Tâm cũng vậy,
mỗi buổi sáng và buổi chiều được ra đây hít thở không khí trong lành, luyện tập thể thao chính là liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp ông luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Tôi thấy đây là một cái làng quê rất đáng sống mà chúng tôi thường nhắc nhở nhau là đều có cái ý thức giữ vệ sinh. Đây không phải là nơi nào cũng có một cái khuôn viên, cái khu vực này được đẹp đẽ, xanh quang sạch đẹp này. Đây chỉ là một trong số 11 hồ điều hòa được chính quyền và người dân xã Đông Kết chung tay gìn giữ bảo vệ. Và để xây dựng được cảnh quan sạch đẹp như thế này không phải là điều dễ dàng. Ủy ban dân xã Đông Kết đã xây dựng kế hoạch cải tạo ao làng, tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích trong một thời gian dài để những hộ dân sống quanh khu vực có ý thức hơn, không lấn chiếm xả rác bừa bãi. Nhân dân đây là chủ động ủng hộ các cái khu ghế đá để ngồi. Đấy, ở đây có gia đình là ủng hộ hàng chục cái ghế trị giá hàng 5-6 triệu đồng hàng năm. Đấy, đều có cái phong trào gọi là Tết trồng cây. Ngoài các cây bóng mát ra cũng ngoài có số cây để tạo nên cái cảnh quan, cái môi trường. Chúng tôi đang tiến tới là vận động cứ từng cụm dân cư theo cái hình thức là tự quản để nhân dân sẽ có ý thức tác động hơn. Thì tới đây thì chúng tôi sẽ là có 5 thôn sẽ có các cái khu dân cư kiểu mẫu. Thế mà khu dân cư kiểu mẫu thì sẽ là phải có các cái điểm kiểu mẫu của nó. Tất cả các cái hồ điều hòa này thì sẽ không được san lấp và chỉ được sử dụng để bảo quản và cải tạo để cho nó xanh sạch đẹp hơn thôi. Những khuôn viên ao làng sạch đẹp, gọn gàng không chỉ tạo cảnh quan môi trường, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần tạo nên những không gian thanh bình, yên ả, đậm hồn quê, điều mà không phải nơi nào cũng có được. Hơn một năm nay, ông Phan Văn Hùng và vợ là bà Đỗ Thị Bích ở thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ thường xuyên quét dọn sạch sẽ đình làng, khu văn hóa và ngõ xóm nơi ông bà sinh sống, vừa giữ gìn cảnh quan sạch sẽ, vừa góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường. 4 giờ sáng là lúc ông Phan Văn Hùng ở thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ thức dậy bắt đầu công việc của một ngày. Năm ngoái, ông được bà con trong thôn bầu làm cụ tử của di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đình Hoan Ái. Tối nào ông cũng ngủ lại đình, vừa trông nom vừa tiện vệ sinh khu di tích. Sạch cái sân đình này là phải sạch từ ngoài đường. Thế muốn sạch trong đình là phải sạch cái sân. Tất cả đều phải sạch thì nó mới sạch được. Ông Hùng không làm việc này một mình. Từ ngày ông Hùng làm cụ tử của đình, vợ ông, bà Đỗ Thị Bích cũng ngày ngày ra phụ ông quét dọn. Ông dậy lúc 4 giờ sáng thì bà cũng 4 giờ sáng từ nhà gia đình phụ ông quét dọn. Khuôn viên đình rộng gần 1.000 m², hai ông bà dọn dẹp từ 2 tới 3 tiếng mới xong. Cứ gia đình phục vụ cụ tử, coi là phục vụ nhà thánh, xong là về quét dọn ở nhà mình. Ở nhà giờ đâu có hai cụ ông cụ bà ở nhà thôi. Bây giờ cụ ông ra làm thủ tử ở đây thì cụ bà thủ tử ở nhà. Ông Hùng và bà Bích năm nay đều đã ngoài 70. Ông bà có 7 người con, người con trai cả là liệt sĩ. Những người còn lại đều làm ăn xa, thi thoảng mới về thăm ông bà. Thường xót bố mẹ tuổi đã cao, nhiều năm rồi các con không cho ông bà làm ruộng nữa. Mỗi tháng, thôn có một khoản 500.000 đồng để cụ tử trông nom, nhang đèn, hoa quả vào tuần rằm, mùng 1 và lễ Tết. Đình làng Hoan Ái cứ chiều là nơi tụ họp của bà con nhân dân. Người già thì ngồi hóng mát, lũ trẻ chơi đủ các trò, tối đến thì các chị nhảy dân vũ. Ông bà thủ tử ngày nào ông bà cũng dọn dẹp nên là nó rất sạch sẽ và thoáng mát ạ. Cháu cũng thấy ông bà thế thì bọn cháu cũng thực hiện theo. Nhiều khi bọn cháu thấy rác thì cũng phải vứt vào nơi quy định. Ở đình thì ai cũng khen là về cái phong cảnh sạch sẽ, là ai cũng ca ngợi về ông bà. Chiếc xe đạp thể thao này ông Hùng mua 2 năm trước với giá 5 triệu để rèn luyện sức khỏe. Nhưng giờ thi thoảng ông mới bỏ ra lau chùi. Lúc nào cũng mong để bảo vệ cái môi trường đường làng ngõ xóm nó sạch sẽ, xanh đẹp. Mình là được hưởng đầu tiên. Thì đến các đời con đời cháu mình mai sau là nó được hưởng cái không khí trong lành và nó cũng khỏe mạnh. Xây dựng nông thôn mới ở thôn Hoan Ái, đường làng được mở rộng, gia đình ông Hùng, bà Bích đã phá bỏ hàng chục mét tường rào nhà mình, hiến đất để làm đường. Trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2017 là gia đình ông bà đã tháo dỡ hẳn một bức tường vài chục mét và sẵn sàng hiến cái đất thổ cư của gia đình để mở rộng cái đường giao thông thôn. Đây là một tấm gương sáng trong cái phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường của địa phương nói chung và của thôn Hoan Ái nói riêng. Nhân dân trong thôn rất là tích cực, hàng ngày hai lần dọn dẹp nhà cửa rồi là đường làng ngõ xóm.
Hình ảnh ông Hùng, bà Bích cứ ngày ngày hai buổi quét đỉnh, quét khu văn hóa và đường làng xung quanh đỉnh đủ khiến những ai ghé qua cảm nhận được sự bình yên, không khí trong lành của một vùng quê đáng sống. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí văn hóa và đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.